vai với cô. Con tính là cái bữa ra mắt á, hay là mình đãi ở nhà hàng Nón Lá được không? À, được đó. Ở đó món ăn cũng ngon mà, con đặt đi. Vậy mình quyết định nha, con sẽ chọn bằng lớn. Lâm Chi, con đi đâu vậy? Quyết định vậy đi. Ờ, dạ. Ủa, mọi người chọn được nhà hàng rồi hả? Ừ. Rồi sao mà hỏi chi? Dạ thì con hỏi cho biết là bữa đó con tới luôn cho tiện. Tới làm gì? Bà thấy con không nhất thiết là phải có mặt ở đó. Ở nhà đi cho nó lành. Quá kỳ thiệt đó. Bà tối nó không giúp ích được cái gì á. Cái thằng này nó chỉ có giỏi nó gây chuyện thôi à. Bà cho nó đi á, nhiều khi con mang nhục về đó. Con có làm gì đâu, suốt ngày ba cứ la ba chửi con hoài. Ba này cứ vậy không à. Ông, sao cứ khiến con rể hoài vậy? Ăn hiếp cái gì, bà cũng từng là nạn nhân của nó, bà thấy chưa? Trời ơi, cái thằng này mà phải nói như vậy á, nó mới tỉnh ra được. Tâm Hi. Dạ. Con thấy ông đối xử với chú vậy có quá đáng lắm không? Dù chú có làm gì sai đi chăng nữa thì chú là ai? Chú cũng là thành viên trong gia đình mà. Tại sao lại cấm chú tới bữa tiệc của gia đình như vậy chứ? Dù gì chú với cô cũng ăn ở với nhau hai mặt con rồi. Đối xử với chú gì mà coi được á. Dù gì á, chú cũng là con rể trong nhà rồi mà. Sao lại xem thường chú đến như vậy chứ? Con chưa biết đâu nha. Lần trước con biết ông nói gì với chú không? Ông nói hãy nghĩ tới cái chuyện chú làm là muốn đập vô mặt chú rồi. Trời ơi, cái mặt người ta muốn đập mà đập à. Con nghĩ sao muốn đập là chú để yên cho đập. Chú phải chạy chứ sao để yên được. Con xin lỗi chú, nhưng mà bây giờ con phải chuẩn bị đồ nấu ăn rồi. Có gì chú kể chuyện với sau nha. Không có sao hết á. Bây giờ con cứ vừa làm mà vừa nghe chú nói cũng được. Con không cần phải chú tâm đâu. Dạ, con xin lỗi chú, nhưng mà bây giờ con không có tâm trạng để nghe. Hả? Thật sự là con muốn nghe lắm, nhưng mà bây giờ thì không thể. Con phải đi chợ rồi. Con chào chú nha. Chuyện còn dài lắm mà. Ba kêu dạ. Con bằng lại cột đây. Được, con muốn khiêu chiến cái gì? Đúng. Vậy thì hai ba con mình đấu một trận đi. Hay. Chú mua đi, đầu hàng chưa? Chơi cái kiểu gì kỳ cục hồi đó không bao giờ. Khiêu chiến với anh mà. Con ghét ba, ba làm cái gì cũng lỗ trời. Con chọc ba trước mà. Em đã nói rồi mà. Anh á, tuổi này rồi mà còn chơi với con nít cái kiểu đó nữa. Nó chọc anh trước, nó rủ anh chơi mà. Em thấy anh hơi lố rồi đó. Dạ anh ơi, hình như anh uống hơi nhiều thôi anh. Ôm chào. Anh có chuyện không vui ha. Trong tình yêu tôi luôn là người thiệt thòi. Tôi đối xử với người ta bằng cả tấm lòng của tôi, nhưng đổi lại người ta đối xử tôi không bằng một nửa. À em hiểu rồi. Thường á, mà trong cái tình yêu của anh á, anh thường anh yêu kẹt, thì anh lại chính là người lại nhận nhiều đau khổ. Thiệt thòi. Giờ em thấy em cho anh cái câu này rất là vui. Chắc anh đang buồn nữa. Những mặt nó biết buồn người khỏi hỏi. Đây. Rất đẹp à. Gì vậy? Anh nhìn kỹ nha. Ồ, sao hay vậy? Ghê ghê anh. Quá ghê luôn á. Làm lại tụi con lần nữa đi. Nữa hả? Ừ. Đây đây, đó. Hay thiệt luôn quá nha. Làm lại lần nữa đi. Ừ, làm lại lần nữa tôi coi đi. Ok.
anh ơi, em quán em đóng cửa rồi. Thiệt nãy em làm nhiều lắm mà anh cho em về anh. Đóng cửa hả? Dạ. Đâu thì sớm gì trời. Mà công nhận cái trò này hay thiệt á. Chỉ cần biết một chút xíu ảo thuật thôi là có thể lôi cuốn sự quan tâm của mọi người. Ê, nói nghe là hồi trước khi về á, chỉ tư cách là làm cái này đi. Ảo thuật là thường em học trên sách báo với mẹ. Không chỉ được hả? Nếu mà giờ không chỉ thì làm lại cho con một lần cuối cùng đi. Nói thiệt nha, tôi sắp biết anh làm sao nó ra cái ông luôn rồi đó. Anh làm lại tôi coi một lần nữa đi nha. Thôi thôi, quán nó đóng cửa rồi. Đóng đi, tôi ở đây ngủ với anh luôn. Gia đình chắc đi đường xá cũng xa xôi lắm mà. Chắc cũng mệt rồi à. Dạ, cứ để mọi người tự nhiên. Dạ, xin mời. Dạ. Dạ, xin phép cho tôi được giới thiệu. Đây là chú ruột của tôi. Đây là anh rể. Còn đây là chị hai. Cũng xin giới thiệu. Đây là con gái lớn. Còn ngồi kế là con trai Út. Còn đây là rể của tôi. Rất hân hạnh được quen biết với quý cô. Xin dành tặng cho quý cô đây. Cô cảm ơn nha. Con biết ảo thuật đó hả? Dạ, chỉ là một chút tài lẻ thôi à. Cậu hay quá. Nhưng mà có cái trò nào mà con biến cái bông này thành tiền thiệt không con? Dạ, trò đó thì con sẽ về con nghiên cứu. Nhưng mà con nghĩ chắc cũng đơn giản lắm thôi. Trời ơi, con rể thiệt là giỏi quá. Biết ảo thuật nữa. Thiệt là tuyệt vời. Dạ. Giỏi lắm. Đã nói là ba sẽ hạnh. Xin tặng cho bà xã. Bà với cậu ba thích không? Tặng ngựa cây luôn, con nhiều bông hồng lắm. Thôi con nãy giờ rồi diễn nhiều rồi. Thôi bây giờ mình nhập thiệt đi ha. Khoan ba, con còn một trò cuối cùng nữa. Để con biểu diễn xong rồi cái mọi người ăn luôn cũng được mà. Không, nhưng mà con cái bây giờ nè, mọi người đều đói hết rồi. Vậy là ai cũng có mỗi người một cây bông hồng rồi. Thôi mình ngưng đi. Nhưng mà con đã chuẩn bị xong rồi. Trò này con bảo đảm với ba ha. Nhanh gọn mà ý nghĩa lắm. Coi xong cái mình ăn liền. Ha mọi người nha. Rồi 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 rồi. Lập. Dạ. Dạ, trước tiên con xin thành tâm chúc phúc cho ba và cô Liễu đây. Hy vọng rằng sẽ có hỷ trong tuần trăng mật này thì thật là tuyệt vời. Và bây giờ con sẽ tiếp thêm một chút sinh lực để hai người mau có bé bì. Anh nói gì vậy? Con Liễu bao nhiêu tuổi rồi còn chưa có bé bì nữa.
Và bây giờ con xin mượn một chút sinh lực của người phụ nữ đang mang thai, cộng với một chút sinh lực cường lực của người lớn tuổi nhất trong cái bàn này. Ông chờ xíu cho con mượn cái mặt ông đi. Dạ, nhanh nhanh đi ông, mình còn ăn nữa. Dạ. Và bây giờ điều bất ngờ sẽ hiện ra trong cái nón này, không biết sẽ là cái gì trong đây đây ta ơi. Lại đi. Ba, mày làm cái trò gì vậy hả? Đây người ta trang trọng, một mình mày làm loạn cả lên. Tại con khí bầu không khí gượng gạo quá cho nên muốn giúp vui thôi. Giúp vui giúp vui cái con khí. Bây giờ nhìn cái bản mặt mày á, tôi muốn đá cho mày một cái bây giờ. Bình tĩnh đi ba, bình tĩnh đi ba. Anh cũng có ý tốt mà ba. Trong cái màn cuối á, nếu không bị sai sót gì con chim á thì... Thì tao biểu là nhập thiệt đi. Hả? Mày cãi tao hả? Bây giờ mày làm vậy đó hả? Trước khi ra khỏi nhà tao dặn rồi, không nói gì hết hả? Không làm cái gì hết. Trời ơi, bây giờ mày về mày soi gương lại mày đi. Mày sống cái kiểu này thì có ai ưa mày không? Con chỉ muốn giúp vui cho mọi người thôi chứ bộ. Ba nói vậy, ba có thấy ba quá đáng lắm không? Ba nói mặt con khó ưa hả? Mặt của ba nhìn chắc dễ ưa lắm à. Bình tĩnh đi ba. Anh có ý tốt nhưng mà thể hiện không tốt thôi ba. Bình tĩnh đi ba. Bình tĩnh đi ba. Dặn xuống ba. Em làm gì vậy? Ôi, anh về rồi đó hả? Nè con lù khù, qua đây đi, em cho anh coi cái này hay lắm nè. Coi cái gì? Coi cái gì hả? Em đã lén đặt mấy camera quay lén anh trong một tuần vừa qua để coi coi những lời ba nói về anh có đúng hay không. Qua đây ngồi coi nè. Nói gì tự nhiên quay cái gì? Quay cái gì thì qua đây ngồi coi nè. Mới lên. Coi kìa. Ông mới đi Ả Rập sao đi về hả? Ở bên đó chắc là nguy hiểm lắm ha. Qua bên đó ông có gặp ông Obama Bin Laden không? Không biết thì thôi đừng có nói. Bày đặt biểu linh tinh. Obama Bin Laden là ai vậy? Hả? Obama là cựu tổng thống Mỹ đúng không? Còn Osama Bin Laden là trùm khủng bố đúng không? Nhưng mà ông đó ông đã chết rồi. Ở đâu ra có ông Obama mà Bin Laden nữa hả? Rồi còn mày đặt đến từ Ả Rập Saudi nữa. Không biết thì thôi làm ơn đi. Nói tầm bậy tầm bạ. Ông à, y trong bốn chuyện gọi là gì vậy ông? Ây vậy ba cũng không biết ấp ấp úng. Ây là đơn giản để ông giải thích cho nghe. Ây có nghĩa là giao bóng ăn đĩa trực tiếp ha. Tức là mình giao bóng mà khiến đối phương không thể nào đoán được trái bóng. Hoặc là mình giao bóng mà rớt trong sân, ăn điểm trực tiếp đó. Hoặc là đối phương có thể chạm bóng rồi nhưng mà bóng rơi ra ngoài sân, vậy gọi là ây đó, đơn giản vậy thôi. Cũng may phước ha. Cái này là nằm trong phạm trù hiểu biết của anh nè. Mà anh làm ơn đi được không? Anh có biết là anh làm như vậy là ba hả? Ba cảm thấy ba quê lắm luôn á. Người gì đâu mà không có biết ý biết tứ gì hết trơn á trời. Lần sau phải biết để ý ba giùm cái đi. Cô hả? Cô thử miếng bao được ngon lắm. Cô, con nói thiệt á, ngon lắm, con ăn thử đi. Cô đã nói là không ăn rồi mà. Bây giờ vậy nè, cô mở miệng ra một đút cho. Ngon lắm, con nói thiệt á. Cô ăn đi, ngon lắm trời mà. Thiệt. Mày nói là không muốn ăn mà. Con nói ngon mà. Có chưa? Nè, cô cầm ăn đi. Cô. Anh có biết là anh làm như vậy anh phiền phức lắm không? Thiệt sự luôn á. Phiền ơi là phiền luôn à. Thank you.
mặt con anh nè. Mục tiêu đó đều bị hạ gục. Làm nhây lắm không vậy? Không những nhây mà còn lố nữa. Một cái trò thôi mà từ sáng sớm tinh mơ cho tới tối mờ tối mịt không biết chán là gì luôn á. Nhìn kỹ lại mình đi. Ba. Mấy chục tuổi đầu rồi. Ba lửa rồi ha. Ba đứa con rồi đó. Không có biết kềm chế bản thân gì hết trơn á. Người gì đâu mà nhìn nhây mà nhìn lố nữa. Làm riết rồi thiệt á. Mọi người ai cũng ngán ngẩm anh hết trơn. Thiệt tình. Làm gì cũng lố cũng vượt giới hạn hết trơn. Tưởng né ba được hả? Thì ra anh là người như vậy thiệt hả? Chứ làm sao nữa? Anh không thấy nữa hả? Yeah. Nè, mấy đứa này làm bài xong chưa mà chơi vậy hả? Con chào cô. Con chơi một chút rồi một hồi làm cũng được mà. Nhớ nghe chưa? Một lát mấy bạn kiểm tra đó. Mấy đứa làm bài đi. Ê ê ê mấy bạn, nói nghe nè. Cô muốn coi búp bê của cô mình gửi từ bên Mỹ về không? Cho coi với. Đi 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 đi. Ôi dạ. Chú xin lỗi, con có sao không? Dạ không. Ủa? Chị con bị sao phải bó bột vậy? Dạ con bị trực chân nhưng mà không sao đâu chú. Ờ à. Nè, mấy bạn có thấy con búp bê này đẹp không? Đó, đẹp quá à. Váy của nó bự không? Cái này á, Việt Nam chưa có bán đâu nha. Cô mình gửi từ bên Mỹ về đó. Wow. Đó. Tóc nó đẹp chưa? Wow, đẹp quá à. Mày nói ai đẹp vậy? Mình thấy con búp bê đẹp quá à. Mày nói cái câu đó là dư thừa rồi. Chuyện quan trọng nhất là bây giờ mày đi ra khỏi phòng. Mày định đứng đây canh me để chôm hả? Không phải đâu. Cho mình xin ôm một cái được không? Vậy mày nghĩ coi câu trả lời của tao là có hay là không? Chắc là không rồi hả? Mày quá giỏi, mày quá xuất sắc. Mày rất là hiểu ý tao luôn. Vậy thì mày biến đi nghe con. Cái gì vậy? Dạ. Có chuyện gì vậy con? Dạ, dạ không sao đâu cô. Không sao. Ê Thảo với Trâm có đẹp không? Mấy đứa làm cái gì mà ồn ào vậy hả? Để làm chi? Học bài xong chưa mà chơi búp bê vậy con? Con chơi chút làm cũng được mà. Không có chơi gì hết á. Nè, con xin lỗi mấy con nha. Không có la. Mẹ để con búp bê trên này nè. Học xong rồi mẹ mới cho chơi. Mình không biết bản chất của mình có phải là đồ chôn chĩa như lời Lam Chi nói không. Nhưng đây là nhà của Lam Chi. Tất cả mọi thứ ở đây đều là của bạn ấy. Mình chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn lén mà thôi. Tâm Anh. Dạ chú. Con làm gì đứng thân thờ vậy? Không có gì đâu chú. Cái gì mà la ông sầm vậy làm gì? Con búp bê của con đâu có tiền rồi. Em coi. Con búp bê mẹ cất trên kệ mà. Con không biết mẹ để mà. Mẹ búp bê. Con lấy xuống đúng không? Không, con làm gì lấy xuống? Không lấy xuống thì tại sao mà mất? Con biết. Búp bê của con cất ở đâu rồi hả? Đâu cất đâu. Nó Tâm Anh. Mình gì? Tâm Anh. Nè làm chi? Con Tâm Anh đâu? Tâm Anh nói gì đâu vậy? Gì mà hồn vậy? Cái có đâu? Gì vậy bạn mình ơi? Đừng có la nữa mà. Không. Đừng có la nữa. Không. Thôi. Im đi. Để cho mẹ giải quyết. Mình đã nói mình không có lấy rồi mà. Cái miệng của mày còn leo lẻo tao nữa. Trời ơi, ồn ào quá. Anh làm ơn bước nó lên lầu giùm em đi. Cái này dữ quá à. Đi. Con nhỏ này thiệt tình á. Gì?
chơi trò chơi dục tùm lum la giờ đi kiếm ra bàn không? Dạ. Dạ con búp bê này cho nó. Cái gì liên quan tới con? Con ấy chứ ai nữa. Sao con biết được? Trong cái nhà này là con hay chọc ghẹo nó nhất đó. Trả đi. Không phải là con đâu. Chị, làm gì muốn búp bê hả? Em có thấy con búp bê của cô Tâm gửi về cho Lam Chi không? Mất tiêu rồi mà nó thích con búp bê đó lắm. Em không thấy, em để đâu mà mất? Chị để trên kệ cao trong phòng đó đó, mà bây giờ không có thấy nữa. Trên kệ cao hả? Em khẳng định thủ phạm lấy búp bê là một đứa bé. Chị nói á, là chị để con búp bê ở trên kệ cao đúng không? Ừ. Chị vô chị nhìn đi. Thủ phạm lấy ghế bắt lên, chị lấy con búp bê. Bây giờ nghe bà hỏi nè, con nhớ kỹ ra coi, trước khi con búp bê bị mất á, con để nó ở đâu? Con đã nói là trên kệ. Trên cái kệ. Cái kệ, cái ê kệ nặng kệ, mặc kệ con luôn đi. Trước khi mất con búp bê đã nằm ở trên kệ, có nghĩa là nó không nằm ở dưới kệ. Trời ơi, bỏ tay. Nếu mà con lấy thì cần gì phải cái ghế này? Ghế là lấy được rồi mẹ. Nếu như người lấy là con nít vậy thì ai ta? Không phải em con đâu cô. Tâm Anh không phải là đứa tùy tiện đụng vào đồ của người khác đâu cô. Mọi người hãy để vụ án này cho tôi. Em à. Hả? Anh đã biết ai là hung thủ lấy cắp con búp bê rồi. Ai? Con búp bê vốn dĩ được đặt ở trên kệ, và người muốn lấy được nó phải giới tới cái kệ này. Dựa trên nguyên lý đó thì người lấy cắp con búp bê không ai khác, đó chính là con của con trai. Người ta đã qua cái đoạn đó lâu lắm rồi ba. Mọi người đã kết luận thủ phạm là con nít. Sao hả? Con nít? Sao? Nếu như thủ phạm là con nít vậy thì là ai ta? Ủa, chưa tìm được búp bê hả chị? Dạ, alo. Dạ, cho hỏi có phải là mẹ của bé Trâm không ạ? Dạ, chào chị. Dạ, tôi là mẹ của bé Lam Chi. Chị có thể cho tôi gặp bé Trâm nói chuyện xíu được không chị? Dạ, em cảm ơn. Em, theo anh thấy á, thì trong cái vụ án... Trâm hả con? Cô là mẹ Lam Chi nè. Hồi nãy con có qua nhà cô chơi, con nhớ không? Con cho cô hỏi này xíu nha. Hồi nãy lúc mà con ở đây chơi, lúc con đi về á, con có còn thấy con búp bê ở trên kệ không con? Dạ con còn thấy. À vậy hả? Cô biết rồi, cô cảm ơn con nha. Em, theo anh á thì chị trong chuyện giờ sao hả chị? Câu chuyện là như vậy nè. Hồi nãy á, Lam Chi nó có hai đứa bạn tới đây chơi. Một đứa tên là Thảo thì nó về nửa chừng rồi. Còn đứa đó là bé Trâm là hồi nãy mà chị mới gọi điện thoại nè. Nó nói mà cái lúc nó đi về á thì nó còn thấy con búp bê trên kệ mà. Nếu nói như vậy thì bé Thảo không phải là hung thủ lấy búp bê rồi. Có khi nào con bé Trâm nó nói dối không ta? Bây giờ mình làm phương pháp loại trừ nha. Mình sẽ chứng minh bé Thảo không phải là hung thủ. Trường hợp thứ nhất, nếu như bé Trâm là thủ phạm thì bé Thảo chắc chắn không phải là hung thủ lấy búp bê. Trường hợp thứ hai, nếu như bé Trâm không phải là thủ phạm và việc nó khai với chị sau khi bé Thảo về, búp bê vẫn còn trên kệ, chứng tỏ là chẳng khác nào nó nói như vậy, nó nói nó là hung thủ, đúng không?
Cho nên khi mà bé Thảo về, búp bê vẫn còn trên kệ, đó là điều chính xác. Cho nên hai trường hợp trên mình đều loại trừ là bé Thảo không phải là hung thủ lấy búp bê. Nếu nói như vậy, có khi nào con bé Trâm mới là hung thủ lấy con búp bê không? Cái này thì em không biết, phải để em coi. Cậu ba, anh đã biết được cái thủ phạm là ai rồi. Cái thủ phạm không ai khác, đó chính là một đứa con nít. Chắc cậu đang thắc mắc tại sao anh biết được đúng không? Đây, chính cái ghế này đã tố cáo tên thủ phạm đó. Tại sao? Tên thủ phạm là một đứa con nít, cho nên không thể nào giơ tay lấy được con búp bê để trên đây. Nên hắn đã bắt cái ghế giơ lên và lấy con búp bê. Trong lúc giơ lên lấy, hắn còn cầm cái bánh ăn, làm rớt cái bánh nữa. Cái chuyện này ai cũng biết hết trơn rồi đó. Tôi biết rồi hả? Trời, nó muốn chết mà mặc đồ trùm kín mít vậy hả? Cho nó giống trình thám. Thôi đi, đánh ra cho sĩ nó điều tra kìa. Cậu ba, chỉ là bánh bông lan thôi, được. Em khẳng định thủ phạm đã bước lên cái ghế và vô tình đạp lên cái bánh. Không biết chú có tìm ra thủ phạm không nữa. Hung thủ là người mang đôi dép này. Sao em biết? Sao em biết? Trên ghế trong phòng có một bánh dùng, chứng tỏ đã có người đạp lên. Mà dưới dép này cũng có một bánh dùng, chứng tỏ là hung thủ lúc leo lên ghế lấy con búp bê thì vô tình đạp phải bánh. Cho nên trên ghế dưới bánh đều có một bánh dùng. Nhưng mà ai là người đã mang cái đôi dép này ta? Không lẽ là con bé Trâm? Là con bé về sau cùng á hả? Ừ. Không phải. Sao em biết? Theo như em nhớ thì chân con bé đó bị bó bột. Ôi dạ. Chú xin lỗi, chú xin lỗi. Con có sao không? Dạ không. Ủa? Chuyện con bị sao phải bó bột vậy? Dạ con bị trực chân nhưng mà không sao đâu chú. Chân đang bó bột cho nên con bé đó không thể mang dép được. Cho nên có thể kết luận bé đó không phải là hung thủ. Như vậy thì ai mới là người thật sự mang đôi dép này ta? Cô nghi ngờ Tâm Anh hả cô? Em con không có lấy đâu cô. Tuy là tụi con có nghèo thiệt, nhưng mà từ nhỏ Tâm Anh không có tính tham lam. Nếu như mà Tâm Anh là thủ phạm thì tụi con sẽ tự động đi ra khỏi nhà. Mẹ, mẹ, đuổi tụi nó đi mẹ. Đuổi nó. Thôi, cho nó lấy. Im lặng đi cho mẹ giải quyết nè. Hay là cái con nhỏ này ta chơi búp bê xong rồi quên nó đâu đó, mất rồi đúng không? Tự nhiên đi để thừa con ruột của mình. Con làm gì vậy? Tất cả nghi ngờ đều hướng về mình. Mình không biết phải làm sao. Cũng may là lúc đó Thảo ơi! Nó kìa! Đâu đó? Đây nè! Đúng là nó rồi! Cuối cùng thì tôi là người đã tìm được ra. Trời ơi! Con búp bê ở đây nè! Thưa con! Nhỏ này! Vậy mà nãy giờ cứ la làng lên! Hư quá đi à! Con đó! Liên lụy người vô tội kia kìa! Đưa mẹ đánh con! Xin lỗi người ta đi! Không! Tâm Anh! Qua đây! Mẹ kia xin lỗi người ta nghe không vậy? Tại sao con phải xin lỗi nó chứ? Bây giờ con muốn xin lỗi hay là ăn đòn hả? Rồi. Xin lỗi thì đàng hoàng, lớn tiếng lên. Xin lỗi. Cái con nhỏ này, xin lỗi người ta mà hư đốn như vậy hả? Lớn tiếng như vậy đó hả? Không đánh thủ được mà. Tâm Anh, cô xin lỗi hai chị em con nha. Thôi mà đừng khóc nữa mà, ba tìm được con búp bê rồi đó. Bây giờ con ăn đòn nữa hay không hả? Để anh, ba tìm được con búp bê rồi, con thấy ba giỏi ghê chưa? Cây khóc không biết sống đâu chứ chưa đâu. Chú, bộ chú cần con lấy gì hả? Không cần đâu, con cứ nằm đi, chú lấy đồ chú ra liền à. Dạ thôi, bây giờ con cũng phải xuống dưới dọn dẹp rồi. Con chào chú.
Tâm Anh à. Tâm Anh ơi. Dạ. Dạ chú rồi con. Đi vô phòng chú nhờ chút. Dạ. Cái này là cái gì vậy chú? Quà của con á. Dạ. Con mở ra coi đi. Wow, đẹp quá. Con cảm ơn chú. Không có búp bê giống của làm chi, cho nên chú mua tạm cái này. Dạ, không sao đâu chú, đẹp lắm á. Nhưng mà sao chú lại tặng cho con? Tại sao con giấu búp bê của làm chi? Chú đã nhìn thấy những sợi lông trên khăn choàng dính búp bê của làm chi, giống như sợi lông khăn choàng trong phòng của con. Hai sợi lông đều hoàn toàn giống nhau. Vậy là chú đã phát hiện ra tất cả. Mình chính là người đã giấu búp bê của Lam Chi. Em khẳng định thủ phạm đã bước lên cái ghế và vô tình đạp lên cái bánh. Trên ghế trong phòng có một bánh vụn, chứng tỏ đã có người đạp lên. Mà dưới dép này cũng có một bánh vụn, chứng tỏ là hung thủ lúc leo lên ghế lấy con búp bê thì vô tình đạp phải bánh. Cho nên trên ghế dưới bánh đều có một bánh vụn. Không phải. Sao em biết? Theo như em nhớ thì chân con bé đó bị bó bột. Con rất ghét Lam Chi. Tất cả mọi thứ đều là của bạn ấy, còn con không có gì hết. Đã vậy Lam Chi còn cấm con không được đụng vô bất cứ thứ gì. Con xin lỗi chú. Vậy là từ bây giờ hai chị em con phải cứu gói ra khỏi nhà chú đúng không? Không đâu, con đừng có lo. Hai chị em của con vẫn sẽ được ở đây. Ai cũng có lúc gây ra lầm lỗi, nhưng mà tuyệt đối sau này không được tái phạm nữa, nhớ chưa? Dạ. Với lại sau này con cần gì cứ nói với chú, chứ không được làm như vậy nữa. Con đừng nghĩ là con không có gì hết. Thật ra cái mà con có làm gì không thể nào có được. Dạ. Là sao chú? Cái mà con có nhiều hơn Lam Chi rất là nhiều. Chuyện này coi như là bí mật của chú cháu mình. Con không được nói cho ai biết, kể cả chị của con nữa, được không? Dạ. Vậy thì méo tay đi. Mình và chú đã có một bí mật, một bí mật mà không ai biết được. Mà chú nói mình có nhiều thứ hơn cả Lam Chi là sao ta? Tới giờ mình vẫn chưa biết được ý nghĩa của câu nói đó. Nhưng dù sao cũng không quan trọng nữa. Quan trọng là bây giờ mình cảm thấy được nhẹ.